Dạ. Dạ. Thì ở cái vườn quốc gia thì Đúc Núi Bà ấy, thì nằm ở chỗ đông bắc của tỉnh Lâm Đồng ở đây. Dạ. Đấy, thì phía bắc ở đây thì giáp với vườn quốc gia Trường Sin này, phía đông thì giáp với vườn quốc gia Phúc Bình, nên là và các cái đơn vị chủ rừng lân cận nữa, ví dụ như giáp Khánh Hòa hay là ban quản lý rừng Đa Nhiêm, thì nó tạo nên chỗ này một cái khu vực rừng rộng lớn và còn nguyên sinh nhất ở Việt Nam hiện nay. Vườn quốc gia với Đúc Núi Bà ấy, thì là lấy tên là của hai cái đỉnh núi cao nhất cao nguyên Lâm Viên, đó là đỉnh Bí Đúc từ cao 2.287 m và đỉnh Núi Bà còn gọi là đỉnh Lang Biang. Thì đây nó đầu nguồn của hai con sông, một là con sông Đa Nhiêm, thứ hai con sông thứ hai là con sông của Đông Nô. Con sông này thì nó đặc trưng là nó chảy từ đông nó sang tây, sẽ đến bốc rồi về hồ Campuchia đó. Thì nếu mà nói về tính đa dạng sinh học thì nó đứng khoảng thứ tư ở Việt Nam, nhưng mà mỗi một vùng thì nó có một cái tính đa dạng khác nhau. Tiếp theo thì ở đây thì nói lên là sự gắn kết của văn hóa với thiên nhiên, tức là nếu mà thiên nhiên mà bị phá vỡ hay mình bảo vệ không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến văn hóa, nhất là cộng đồng Cờ Ho ở đây. Hoặc ra là cũng muốn truyền tải đến một cái thông điệp, ví dụ như là cái tấm thảm này là do cộng đồng người ta dệt, ví dụ như muốn dệt được tấm này thì nhiều khi mất khoảng 1 tuần đến 10 ngày, bởi vì dệt thủ công bằng tay nó cũng rất là lâu. Thế thì trong cái tấm dệt này á, thì nó có nhiều mối liên kết ngang dọc với nhau và các sợi với nhau, thì nói chung là mình có thể nói hàng nghìn hàng vạn mối liên kết trong này, nhưng mà trong thiên nhiên thì nó vô vàn, mình không bao giờ kể hết được, ví dụ như triệu triệu cái mối liên kết cũng không hết, bởi vì nó rất đa dạng. Là còn bên trái của các anh đây đây gọi là cái thông hai lá rẻ, nó gọi là cái cây thông cổ sinh vật, tức là nó có cái nguồn gốc ở đây hàng triệu năm rồi. Đấy, thế mà thế thì tuổi của cây này á, thì nó là trên 560 năm, tức là mỗi một vòng đây là 1 năm tuổi, anh em đến 500 năm. Thì cái này nhiều nhà khoa học á là người ta muốn đến sờ và chụp hình là người ta rất mãn nguyện, và nó chỉ có khu vực Phi Đúc và vùng lân cận thôi. Đấy, trên thế giới người ta cứ tưởng là tuyệt chủng rồi, đấy, thấy hoa thạch các thứ rồi. Mình cái này là quá thật nha, Không, cái này gỗ tự nhiên gỗ là tự mở nhiên đường đi Nha Trang nhá. Thế à, là người ta mở đường ấy, thì mình lấy một cái khúc làm cái tiêu bản. à Còn thế hiện nay đây là vẫn là còn vẫn những cái loại còn cây này trong khu vùng của vực Đức. này, đúng Wow. rồi, cây hàng Không 500 700 năm tuổi. là gọi là thông thông này thông gì anh? không, ở đây thì nó có nhiều loài thông lắm, cây lá kim, ví dụ lá kim của vườn quốc gia Bí Đúc Núi Bà là nó có khoảng 13 loài, à 14 trên tổng số 33 loài cây lá kim ở Việt Nam. Thì cái thông thế này, thì cái này là cái giới thiệu về mảnh ghép của sự sống. Thì học sinh các trường á, là người ta cao đẳng và đại học hay là học ở dưới thành phố hay lên trên này ấy. Đấy, thì cái này mảnh ghép của sự sống về nói về bảo tồn của vườn quốc gia. Đó. Thì cái này mời các anh mình ghép một tấm đi, mỗi người một tấm. Vâng. Bởi vì mỗi bản đây là nó sẽ truyền tải một thông điệp. Cái này là du lịch và diễn giải môi trường này, nhất là các em học sinh hay là sinh viên là rất là tốt tìm hiểu. Ở đây á, là cái này nói lên bức tranh của thiên nhiên á, thì nó rất là đẹp và đa dạng phong phú. Thì cái công tác bảo tồn cũng rất là quan trọng, nhất là bảo vệ môi trường. Ví dụ như chúng ta mà bảo vệ không tốt thì mất loài hoa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái loài chim hút mật chẳng hạn, đấy, hay các cái loài khác, thì nó sẽ cuộc sống không đảm bảo, và mất loài chim á, thì nó lại ảnh hưởng đến các cái con côn trùng khác nó ăn thịt chẳng hạn. Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy là nó gọi là cái chuỗi thức ăn có sự gắn kết lẫn nhau, thì mất đi như vậy bức tranh của thiên nhiên nó sẽ bị phá vỡ, không còn đa dạng phong phú tiếp. Còn bảng tiếp theo thì nói lên sự kết nối giữa côn trùng và hoa, thì mỗi cái loài hoa thì phục vụ cho một số loài côn trùng ong bướm ăn khác nhau, nên là ví dụ hoa này mà nó bị mất đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến một số loài của cái con côn trùng khác, nên là cũng là bảo tồn. Còn bên trái ở đây thì nói về các cái con côn trùng á, thì trong tự nhiên thì nó rất là nhiều và phong phú, mình kể chắc cũng không bao giờ hết được, nhưng mà mỗi cái con này nó đều có cái giá trị của nó trong thiên nhiên đó. Ví dụ như là cái con bọ hung thì nó có cái giá trị như thế nào đấy, thì mình sẽ bấm vào đây thì sẽ có kết quả cái
đáp án, giá trị của từng con. Ví dụ như con bộ hung đây ấy, thì nó là phân hủy những cái chất thải, phân các thứ làm sạch môi trường. Yeah. Hay là tiếp theo thì hay là cái con bọ ngựa ở đây thì nó giống như anh lính ạ. Thì bởi vì nó là có cái chức năng là bắt những cái con côn trùng có hại, bảo vệ mùa màng. Nên là nó trông tất cả các con ao bướm hay con mối thì nó cũng có chức năng riêng của nó, nên là nói chung cần bảo vệ chung. Tiếp theo ở đây thì giới thiệu thì những cái sự phát tán ở trong thiên nhiên. Thì trong cây thì có cái bốn sự phát tán chính, đó là phát tán nhờ gió này, nhờ mốc dính, nhờ lực nổ và nhờ con thú. Đấy, ở đây thì có mô hình cụ thể. Đấy, ví dụ như cây bổ công anh hoặc là thông á, thì nó muốn phát tán nhờ gió, khi nó cái hạt nó già nó rụng xuống nên nhờ gió đẩy đi á, thì những cái hạt của nó phải có những cái cấu tạo và những cái sợi tơ để nhờ gió thổi đi xa hơn. Đó. Đi xe không đúng. Phát tán trong tự nhiên, hoặc là những cái cây hạt rẻ đây. Đấy, cái mùa hạt rẻ này thì vào khoảng tháng 12 trước Tết. Thế thì nhiều khi con thú nó ăn hay là các nó nhè ra thì cũng giúp cho cái phát triển. Tiếp theo ở đây thì em giới thiệu lúc nãy với các anh là đây là một trong 201 điểm xem chim của thế giới, và có 3 điểm xem chim quan trọng ở Việt Nam. Đó là cổng trời Lang Biang và chỗ Bi Đúc. Thì ở đây thì để nhận biết thôi, một số loài chim đặc trưng, ví dụ như là mình để đoán xem con nào, con chim nào nó ăn thức ăn gì đó để biết. Thế còn hiện tại đây thì nó có trên 300 loài chim cơ, phát hiện cơ. Ví dụ như là cái này mình đoán xem nó ăn gì, thế thì mình sẽ có đáp án kiểm tra theo cái này để cho khám phá mà, để mình biết đó. Đây là con cá chim bói cá, còn là con bồng chanh thì nó ăn cá thì cái mỏ nó như cái đũa. Và tiếp theo thì nó cũng vậy, giống như con chim này. Đấy, mình đoán ví dụ như là nó ăn thịt, ăn hoa hay ăn côn trùng hay là ăn cái gì đó, ăn cá. Sau khi mình đoán thì mình sẽ kiểm tra có đáp án. Đấy, đấy là con ăn chim gõ kiến, nên nó hay đục vào các cái thân cây đó để nó bắt các con côn trùng này, sâu bọ để kiến ở trong đó, gọi là chim gõ kiến. Mà đặc biệt ở đây là nó có con chim mỏ chéo đây này, đó, mỏ nó quặp nó chéo này. Nó khác đây, loại này là cũng là tương đối hiếm mà chỉ ở đây buổi sáng buổi chiều mình sẽ bắt gặp được đó, chim mỏ chéo. Thì tại sao nó mỏ nó như vậy? Để thích nghi với môi trường sống ấy, thì mỏ nó phải có cái cấu tạo như vậy. Đấy là do nó ăn những cái hạt ở trong quả thông này. Đó, chim mỏ chéo, thông tin thêm thì mình có thể biết ở trong đấy. Đấy, nó có lực rất khỏe để nó cậy những cái hạt trong quả thông này ra. Còn tiếp theo ở đây là khách du lịch độc đáo thì nói lên sự liên kết giữa cây và con chim. Ví dụ như ở đây là cái cây đa búp đỏ, thì nó là cái ngôi nhà này, nó cung cấp quả hạt cho con chim ấy. Thì ngược lại con chim là sau khi ăn ấy, thì nó bay từ đồi nọ sang đồi khác, thì nó nhè cái hạt đó ra thì nó giúp cho cái đa búp đỏ này ấy, nó phát tán nó rộng hơn, thì cái môi trường sống nó rộng thì nó mới được bảo tồn tốt đó. Những bảng bên này thì một số cái bảng phụ. Ví dụ như con tắc kè này thì người ta nói giống như nhà ảo thuật. Để trong tự nhiên như vậy để nó thích nghi với môi trường sống á, thì nhiều con nó phải thay đổi. Ví dụ như là trong rừng thường xanh á, thì nó màu xanh này, nó vào cái rừng ví dụ như là cái rụng lá thì nó phải đổi màu, thì mục đích nó đổi màu á, để nó lẩn trốn kẻ thù hoặc là săn bắt mồi để khó phát hiện. Đây những cái con làm. Đây thì giới thiệu một số loài cây thông đó. Như anh nói là nãy là có 14 loài. Ví dụ như đây là cái thông ba lá này. Đó, cái thông ba lá thì nó khác đấy. Đây là cái thông hai lá rẻ. Hai lá rẻ thì giới thiệu các anh nãy thì nó cấu tác vỏ hay là gỗ hay là các thứ thì nó cũng có sự khác nhau. Đây là cái thông năm lá mang tên là Pinus Datatacis. À không,
cái cây này nó á, nó đỏ nó là giống như anh, cái cây thông này nó phát hiện đầu tiên ở Đà Lạt nên là nó mang tên Đà Lạt này, Vân Bố này. Đây là cái thông đỏ ấy đó, cái thông đỏ thế thì mình đi tuyến thác Thiên Thai này mình sẽ gặp cái này. Cây này thì nó cũng cần bảo vệ nghiêm ngặt, cái này đặc trưng của nó thì nó cũng người ta chiết xuất chất ta xôn á để điều chế ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Đây thì giới thiệu cái tán rừng ở trong thiên nhiên. Ví dụ như là cái rừng lá mình ấy, rừng lá rộng, rừng xanh, rừng nhiệt đới khác cái rừng lá kim. Đấy. Ở đây thì nó có nhiều tầng tán. Ví dụ như là dưới là cây cỏ này, cây bụi này, rừng xào này, rừng dưới tán này, tầng chiếm ưu thế và cái tầng vừa tán. Đó. Tầng vừa tán là chủ yếu như là những cái cây lá kim này. Đi xa mình có thể phát hiện được số thuộc họ không là. Còn cái này thì nó là ếch ma cà rồng nó bảng. Ở đây thì năm 2010 á thì vườn quốc gia phát hiện là có cái con ếch ma cà rồng. Nên nói chung là mỗi năm là phát hiện vài loài mới cho khoa học và cho Việt Nam thì các nhà nghiên cứu hàng năm á. Bởi vì là lúc nó còn nhỏ thì nòng nọc nó có cái lăng nanh nhỏ và nó sống ở trên cây, nó có màng cái nó là trên. Nên đây là cái mô hình của nó là cái con ếch ma cà rồng. Mình đi bắt gặp thì nó cũng hơi khó, không phải đi lúc nào mình cũng gặp được. Đấy. Đó. Đấy, biết cái sống ở trên cây. Đó. 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 Bay về cỏ về bên kia. Còn đây là một cái bức tranh mình đứng xa ra một tí á thì những bức tranh chụp ở trong vườn quốc gia mình ghép lại thành một cái tấm. Ở đây một bà cụ người địa phương cùng hai người cháu đang nhìn một về một hướng mà nó hơi đăm chiêu suy nghĩ thì cái này mình cũng mua bản quyền là mình làm lên cái này. Thì ý nói ở đây á là muốn truyền cái thông điệp á là nếu mà mình bảo vệ thiên nhiên không tốt thì sau này thì tương lai sẽ như thế nào. Ví dụ như là rừng chặt hết thì bị ô nhiễm hay là bị nóng lên hay lũ lụt hay các thứ thì cái thông điệp ở đây thì nói chung là rất nhiều cái thông điệp, nhưng mà đây anh nghe sàng lọc phân chụp cái thông điệp ở đây. Ví dụ như là mỗi một loài mất đi là phá vỡ một cái mắt xích của sự sống phát triển hơn 3,5 tỷ năm qua. Đó là cái sự tuyệt chủng chứ không phải là tiến hóa là ngàn năm hay là vạn năm, là nó có một loài mà cái này người ta tính triệu năm. Tức là cái bức ảnh này mình mua bức bản quyền, sau đó mình mới đưa những cái ý tưởng thiết kế mình lên. Đúng rồi anh. Thì rất nhiều thông điệp, nhưng mà còn tiếp theo ở đây thì nói lên là rừng đối với không khí, tức là môi trường sống thì chỉ có cái thực vật thôi, thực vật biển nó xanh như này. Thì nó quá trình quang hợp đó, dưới nắng mặt trời đó, thì nó hút các khí trong đất mà thải khí oxy tạo môi trường sống. Còn các đất đá hay là động vật thì không, chỉ có thực vật thôi. Đó. Thì ngày nay á, thì do công nghiệp hay nhất là các thành phố lớn nó phát triển rồi xe ô tô nhiều á thì nó làm mất cái cân bằng môi trường đi. Thế là cái hay là nó nóng lên hay là ô nhiễm. Vì vậy á, là cái công tác bảo vệ rừng này là là nhiệm vụ chung để cái cân bằng cái môi trường. Cái này là mô hình nó khác ở các cái bảo tàng. Bảo tàng thì là cấm sờ hiện vật, nhưng mà ở đây thì là mình vừa nghiên cứu năm tám mình làm cái sự tương tác cho học sinh sinh viên. Dạ, thì cái này còn tiếp theo ở đây thì nói về môi trường rừng đối với nước. Rồi mình trên bề mặt trái đất á, thì thấy là già nửa là mặt nước. Thế nhưng mà cái nước mà sử dụng nước ngọt ấy, thì nó chiếm khoảng 2% thôi. Hoặc là cơ thể sống nói chung động thực vật ấy là chiếm 70% là nước. Nói chung là nước càng ngày càng khan hiếm, rất là mấy năm trở lại đây. Đây còn các thông tin cơ bản thêm thì mình có thể nghiên cứu ở trong này. Ví dụ chỉ có 2,5% lượng nước trên trái đất là nước ngọt và chỉ dưới 1% là con người có thể sử dụng trực tiếp.
từ các sông hồ hoặc là mạch nước ngầm. Đấy, là chỉ có lượng nước rất nhỏ mới sử dụng được thôi. Thế. Còn ở đây thì bên này nữa thì cũng là tháng 6, 9 tháng 6 năm 2015 vừa rồi thì được UNESCO công nhận đây là cái khu dự trữ sinh quyển thứ 9 của Việt Nam. Đó. Đây là các cái điểm khu dự trữ sinh quyển trên toàn thế giới. Việt Nam là thứ 9. Đó. À, của cái này virus núi Bà là thứ 9. Dạ. Còn tiếp theo ở đây thì cái này là một số loài cá ở trong thiên nhiên. Đó, thì mình nghiên cứu thì nó cũng có nhiều loại như thế này. Chị bảo to. Cái này là mình cũng khó bắt gặp ở bên ngoài. Đấy. Đây là cái nói về cái biến đổi khí hậu rừng hay là cái lũ lụt đó, thiên tai hạn hán đó. Thì đây là một cái mô hình ví dụ như là còn cây ấy, thì cuộc sống thanh bình. Nếu mà chúng ta bảo vệ không tốt ấy, thì chặt đi ấy, thì đây nó sẽ bị lũ lụt rồi hạn hán rồi sói mòn rồi các thứ thì nó. Thì là công tác quản lý bảo vệ môi trường ấy, nó không phải là cái nhiệm vụ của riêng anh em hay cộng đồng trên này mà nó toàn thế giới, tổ chức xã hội ngược xuôi đều phải quan tâm hết. Thì giới thiệu bên kia thì rừng của chúng ta thì cũng rất là đa dạng và phong phú như vậy. Nhưng mà ví dụ như là thuốc này, đồ ăn này, nước uống hay là vật dụng hàng ngày ấy, nhất là thuốc này người ta nói có thể là 75% lấy từ trong rừng hay là lấy để chữa bệnh nhiều. Thế nhưng mà nó không phải là vô tận. Nếu mà chúng ta mà sử dụng cái này khai thác mà không bền vững thì sau này thì con cháu chúng ta phải trả giá không còn. Còn đây thì cái vai trò của vườn quốc gia thôi. Đây là cái mô hình nghiên cứu khoa học này hay là cái du lịch sinh thái ở cộng đồng hay là cái... Còn đây là cái công tác tuyên truyền môi trường cho các em học sinh. Đấy là tổ chức. Còn đây thì nói lên các thách thức của vườn quốc gia. Đấy, ví dụ như là săn bắt thú hoặc xả rác. Đấy thì nó xả rác thì cái này mình làm du lịch mình biết. Đấy quan tâm. Đó, thì cái này vai trò của cộng đồng địa phương ở đây thì không phải là cái công ty du lịch anh. Và đây là trung tâm du lịch trực thuộc vườn quốc gia nên là nó khác không. Nên là khi các đoàn đấy thì mình bố trí là gọi cộng đồng cùng tham gia hướng dẫn để giải quyết việc làm để tăng thu nhập cho người dân và các thứ đấy thì còn đây thì vai trò của chúng ta thôi. Ví dụ như chúng ta tổ chức tham quan du lịch ấy, thì cũng đóng góp một phần nhỏ vào trong công tác bảo tồn và phát triển cộng đồng ở đây ạ. Thì cái tầng 1 xin giới thiệu sơ bộ như vậy. Dạ, cảm ơn.